Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 72: Quy y đấng vô lượng giác. Bạn quy y, hoặc giả bạn xuất gia, pháp sư đặt cho bạn một cái tên. Cái tên này là Quán Chiếu, cũng là hiển lộ tự tâm của ta. Chính mình phải giác ngộ. Không chỉ là ta, cũng là hiện rõ tất cả chúng sinh. Vì sao vậy? Ta và người không hai. Khi tôi xuất gia, sư phụ đặt cho tôi một cái tên: Tịnh Không. Khi vừa nhắc đến cái tên này thì tôi liền phải nghĩ đến: ta có thanh tịnh hay không? Có không hay không? Chân tịnh, chân không chính là chân tâm, chính là chân tâm thường trụ. Các bạn nghe đến cái tên Tịnh Không, các bạn nghe đến cái tên Tịnh Không này, không nên cho rằng đây chính là kêu tôi, đây chính là gọi tôi. Vậy thì sai rồi. Vậy thì bạn đã bị dính tướng rồi. Nếu như bạn lập tức nghĩ đến tự tâm, tâm của bạn có tịnh hay không, có không hay không, bạn liền có được thọ dụng. Khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, trong tâm vừa khởi lên ý niệm, cái ý niệm này chính là mê. Nếu như bạn có tâm cảnh giác, thì vừa khởi niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, bạn liền đánh bạc đi cái niệm mê này, thì liền tương ưng với tánh giác. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái chữ này là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là quy y vô lượng giác. Quy là quay lại, từ nơi mê mà quay đầu lại. Quay đầu phải nương dựa vào cái gì? Dựa vào vô lượng giác. Ta mọi thứ đều phải giác, mọi thứ đều không mê. Tâm giác là tâm thanh tịnh, một vọng niệm cũng không có. Trong tâm mê thì có rất nhiều tạp niệm, phiền não, phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, vô lượng vô biên. Cái tâm này là cái tâm mê. Trong tâm giác không có những thứ này. Lục Tổ Huệ Năng nói: vốn dĩ không một vật. A Di Đà Phật. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.